Có ai biết cây này là cây gì không ạ? Thấy nó bò rất là xum xê. Đây có trái đây. Đây. Chưa hình dung là cái trái của cây gì luôn á. Cái này là cái dưa gì ta? Không biết được. Đang chờ. Wow, thấy trái đây. Hôm nay tưởng nó chưa có trái, ai ngờ cũng có trái rồi. Mà là trái gì không biết luôn. Cái này là trái gì ta? Cây này là cây dưa gì ta? Bữa giờ mình tưởng là cây dưa lê, mà nhìn như vậy như không phải cây dưa lê. Có khi nào là cây dưa lưới không ta? Không biết có đậu trái không? Có mà không biết có đậu trái hay không. Có trái bị thối nè. Có trái rồi. Mong là sẽ có kết quả. Mong là sẽ được thưởng thức.